Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Chúng ta tiếp đến những cuốn video giao lưu với hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long. Trung tuần tháng 3 âm lịch, tôi gửi đến hình ảnh một cây sung này chứ. Và cây sung được đặt trên một cái chung. Cái sung này thì đo chiều cao đây anh em là 50. Vâng. Lộ thước rồi. 50 thật. Tán rộng là 60. Này báo với anh em là 3 triệu. Rồi. Đấy, anh Hiệp anh có cái cây dưới à? Ôi rồi. Dưới bonsai để bàn đây. Củ nó cũng to phết đấy, mà cây bé bé nhưng cũng già rồi đấy các bạn. Đây. Đấy. Quay bên kia anh. Cây này thì bao tiền ạ? Này báo anh em 300 đâu. 300 ngàn? Vâng. Tốt quá nhỉ. Có 300 ngàn lại bao ship đây nữa. Rồi, thế còn cây bên này? Cây bên này tôi tính anh em là 3,5 triệu. Cây này thêm 50. 50 ở cái xoắn thế. Có cái điểm nhấn chỗ này. Đây, cái này sao nâng lên đấy. Cái điểm nhấn ở đấy. 350 ngàn. 350 ngàn. 350 một cây dưới, rất tuyệt vời. Vâng, và đây là cây lục vừng nhá. Rồi, củ anh em nhé. Củ đây 42 này. À. Cao 45 này. Rộng 50 này. Cái này báo anh em là 800k. Vâng, 800 ngàn. Và tiếp đến một cây cần thăng với một cái tiểu cảnh. Cao 60. Tán 70. Cây cần thăng bao nhiêu anh? Đó, anh em 1 triệu. Giá 1 triệu đồng. Rồi. Vị trí này tôi thấy các anh có cây dưới này. Cây dưới nhìn cái bóng hấp dẫn không các bác? Đấy. Cây nó vặt hết lá rồi, lọc răm rồi. Đó anh em là củ nhé. Củ là được 40 năm. Cao được 6 năm. Cây báo giá anh em 5 triệu. Và giá 5 triệu. Cây lục vừng hoành được 24, cao 38, rộng 45.
Cái này giá bao nhiêu anh? Cái báo anh em 800. 800 ngàn? Vâng. Tốt nha. Rồi. Và đây là một cây tùng cối này. Đây tùng tuyết. Tùng tuyết ạ. Tùng tuyết hay gọi là tùng xà đó. Vâng. Này nó như tùng shibaku Nhật đấy, nhưng nó không phải là shibaku đâu nha. Đấy, nói với anh em trước đây là tùng xa. Cái này báo với anh em là bằng 3 triệu. Này hoành đây anh em này, được 17 này, cao 90 này, rộng 70 này, 3 triệu. Rồi. Vâng, chúng ta đến với một số những cái bức tranh bằng gỗ mỹ nghệ này. Đây là bộ tranh 12 con giáp này. Đây là bằng gỗ hương đá anh em nhé. Bằng hương đá. Vâng. 12 con giáp là lịch âm dương đấy. Cao là bằng 1m01 này, rộng là 50. Giá báo tác phẩm này với anh em là 10 triệu. Giá 10 triệu. Rồi. Vâng, đây là bức Đạt Ma Sư Tổ. Giao duyên với anh em là 15 triệu. Và anh em có thể nhìn trần hiệp cao đây thì anh em có thể áng chừng ra các vị. Chắc tầm 1m45. Anh trần hiệp cao 1m6 mấy? 1m68. 1m68 đúng rồi. Rồi. Đây là cái tủ trẻ cổ của anh em này. Trần hiệp sẽ đo cho anh em xem chiều dài. Nó là thủ cổ dài bao nhiêu nhé, rộng là bằng 1m76 anh em. Đấy là chiều dài tủ. À quên, chiều dài xin lỗi. 1m46 này. 76. 1m76 rồi. Chiều rộng thì đo ở dưới chỗ tứ chấn này anh em nhé. Tứ chấn đây là được 48 này. Tủ bày báo với anh em là 35 triệu. Giá 35 triệu. Bằng gỗ gụ. Đây, màu cánh gụ nguyên bản, leo tủ trong chiều cà phê chả có gì, không một tí vết nào anh em nhé. Anh em ngay bên trong rồi, cánh phòng ok rồi. 35 triệu. Giá 35 triệu. Và cái bức đàn ma này là bằng sứ à? Bằng sứ đúng không? Đây là để trang trí nơi phòng khách. Ừ. Sư tổ thì báo với anh em là bằng 3,5 triệu. Rồi. À. Sứ men dạn. Nhìn cái áo men dạn nhìn đẹp thế. Rồi. Còn kinh tứ thư này. Và tính anh em là 500k. 500.000 cái quyển này. Vâng. Vâng, nhà xuất bản Thời Đại. Ok rồi. À thế cái bức này Đạt Ma bên này nữa. Đây bên này có hai bức Đạt Ma nữa này. Bức này đây này anh em. Trần hiệp cao 68 bác sinh nhé. Này tính anh em 10 triệu. Vâng, bức này 10 triệu. Đây bằng hương đỏ, hương vàng chanh. Bằng hương vàng chanh. Và hương vàng chanh là loại hương quý nhất của Việt Nam. Hương vàng chanh thì hương đỏ đấy, nhưng mà hương vàng chanh là đẹp hơn. Bên này là cũng một bức sư tổ. Như đây là miếng hương đá này anh em. Này vẫn ngậm biển đá trong này. Vâng. Giao lưu với anh em là bằng 5 triệu. Ừ.
Rồi. Vâng, di chuyển ra phía ngoài sân trưng bày chúng ta thấy có một cây đề ôm với lên một cái cổng làng này. Mộc mạc, rất là mộc mạc. Đây bác nhìn cái bên thân cây bên này. Rồi. Này giao dịch với anh em 12 triệu. 12 triệu. Tất cả bộ chậu tiểu cảnh. Dưới này là sau này ngâm thả nước này các bác ạ. Đấy. Cây đề là sống bằng nước là chính. Giá 12 triệu. Vâng, ở vị trí này tôi thấy cành có 4 cây chung liền này. À, chúng ta chia sẻ cây thứ nhất này. Gọi là cây số 1 đi. Cây số 1 là hoành đo cho này là 40 năm này. Cao 5 năm. Tàn bay 70 này. Cây này báo với anh em là bằng 3 triệu này. Vâng. Vâng, 3 triệu cây sung. Bệ rất to. Cây số 2 này. Cây số 2 là hoành đo cho này là 55 này. Vâng. Cao 55 này. Tàn 58 này. Giá cây này cũng báo với em là bằng 3 triệu. Vâng, di chuyển đến cây số 3 nhé. Này, báo với anh em là hoành là 55 này. Cao là 60 này. Giá báo với anh em cây này là 2 triệu 500 ngàn. Cây này là 2 triệu 500. Vâng. Và cây số 4 nha. Cây số 4 nha. Cây này là hoành là 40 này. Cao 50 này. Cây này báo với anh em là bằng 2 triệu 500 ngàn. Kỉnh họ cắt cái nhát cắt sau đó uốn dáng siêu đẹp quá, có phóng có hồi đầy đủ hết tả hữu rồi mà có 2 triệu 500. Cái sung này chơi đẹp quá, đế cũng được. Và chúng ta đến tiếp với cái lô cần thăng kèm theo tiểu cảnh. Ở cái vị trí này có 4 cây liền đây. Đây là cây số 1 anh em nhé. Vâng, cây số 1 này. Cây số 1 này thì mình sẽ cho anh em một số đo nó đại diện một cây thôi. Rồi anh em sẽ ra 4 cây nhé. Cao từ trên mặt đất nên là được 70. Tán độ là được 70. Cây này thì báo với anh em là bằng 900k.
có 900 ngàn thôi. Đấy, thế mà đóng một cái không nhỏ đâu nhá. Cả cái tiểu cảnh này, rồi cây này, đấy, vận chuyển này, cây số 1 900, cây số 2 cũng 900, cũng 900. Cây số 3 này. Cây số 3. Cây số 3 này 800k. 800. Cây số 4 này báo anh em 900k. Vâng, cây số 4 900 này. Rồi. Và tới thời điểm này Đỗ Sinh cũng xin dừng cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau.